khói quá cái cổ xây và đau. Xây quá. Rắc ngủ đau lắm, gần dòi đau. Mà như dòi xong á. Rút bao nhiêu năm rồi? Năm sáu năm rồi. Ở quê đâu, Bến Tre hay là? Ở tên Củ Chi, kế Tây Ninh. Ủa sao mà ông Củ Chi, Tây Ninh mà ông gốc là người Tây? Không có. Vì nghe đau nó rút nghe là giọng Bến Tre rồi. Hoặc thì xuống dưới trung tâm tỉnh hình kêu mổ mà sợ quá. Chưa mổ hả? Mổ mấy ta kia nó mổ sợ vậy, không về luôn. Nay 3-4 năm bỏ luôn. Ôi vậy hả? Mà bây giờ cái khó chịu nhất là cái gì? Cái cổ là với nằm gấu thì sao cũng đau á. Gối sao cũng đau? Vừa thôi chứ mà cao cũng đau. Mà thấp cũng đau. Mà tấu ngủ được nhất này. Nhất quá hả? Nhất cái lưng. Rồi chúc qua đây. Rồi, thuốc rồi sao này? Tại sao? Nữa, rồi. Nha. Rồi, anh nghiêng nhiều đầu tôi nha. Từ từ. Rồi, từ. Tới đây thôi ha. Là đau phải không? Rồi đi, từ từ. Đau rồi phải không? Ok. Rồi, thẳng cái đầu ra. Rồi nghiêng. À, cái này quay qua tốt nhưng mà mặt cái gì? Cũng đau rồi. Rồi, ok. Rồi mặt đi nghiêng qua đây. Ở đây khó hơn nè. Ở đây nó chỉ có một phần thôi ha. Rồi bây giờ cúi đầu xuống đi. Cúi không được. Cúi cứng thế này. Đây nè. Rồi ngửa ra. Ngửa. Ôi ngửa cứng ngắt. Đứng chạy đi. Trời ơi. Bao nhiêu tuổi rồi? 59. Mà ông làm giống như ông cụ 80 đi. Rồi em quay lên ngã đi, ngửa lên, ngã lên ra. Ngã ra. Cứng ngắt rồi hả? Nó cứng ngắt rồi phải không? Ôi trời. Tiêu hết rồi. Rồi. Dở cái tay lên, cao, từ tới đây. À, ngón đâm nghệ làm gì vậy? Phán nghệ à? Uống, nó nghe nó lé một thử, uống một tay kia. Rồi, ta nói uống mà nghệ cũng đỡ, mà uống cũng đau. Bây giờ, nó đòi bỏ nghệ đi. Bỏ nghệ đi, rồi hốt này có nhịn ăn gì hả? Chưa thứ là bỏ xuống được bà. Bây giờ, rồi phải nhịn ăn, rồi hốt không khí có nha. Có hốt rồi. Rồi hốt thôi, không hốt nghề mấy cái. Nhiều. Rồi sẽ chụp ăn. Đã giá là sợ thì kêu làm 90 nữa hết, bây giờ làm 50 tuổi còn tưởng làm nhiều đó. Khổ ghê. Đó. Sao? Để gì nghe sao? Nghe rạng rạng đúng không? Đó, rớp rớp vậy đó. Rồi ở Tây Ninh làm gì? Trồng với chăn nuôi chứ có làm. Chăn nuôi bò đúng không? À, để anh có nuôi bò nhiều. Bò sữa. Bò sữa là nuôi có 2 con như đâu có nhiều đúng không? Nuôi riết mà vàng da hết rồi nè. Trời ơi, rồi trồng cỏ cho bà ăn luôn. Trồng đúng không? Nhà nghèo lắm, chỉ có 100 mẫu à. Trồng là gì để cho bò ăn để lấy sữa thôi. Ha. Nghe ghê quá ha. Rồi, nằm xuống đi. Đấy, bây giờ không có mổ mét gì nữa ha. Mà cũng không muốn thuốc luôn nha. Nằm ngửa đó. Nằm ngửa đó. Đó. Rồi, nhấc mông lên. Rồi, một người đánh ngửa. Nhấc lên, thẳng người ra. Ông là nên đứng tay lên được nha. Mở hai sách ra. Nghe sao? Ơi, ngồi lên đừng. Như gì đứng được em leo. Không vô. Rồi thở từ. Chứ mà không. Không có cái đó. Mà nghe coi sao? Bình thường. Mà có dễ chịu không hay là đau đớn? Rồi anh hắn lưng ra quấy vào đây. Rất là thương. Đó, khổ nổi.
không chỉ đau do đếm tiền, ông này đau do dắt sữa. Đó, rồi mềm, mềm lưng ra, mềm lưng ra. Rồi quay qua đây, nghiêng nghiêng qua đây. Đó, rồi bỏ chân ra. Bây giờ vừa mấy rồi. Chưa. Đi vậy. Không thì cứ nhoi nhoi thôi, khó vậy lên. Từ từ, bình tĩnh. Rồi. Bình tĩnh, đừng có vọng động. Úi giời à, kêu. Nó vô rách, nó vô. Rồi, cho biết cách kiên sẵn nè. Rồi, này. Úi giời, kêu. Đại quá. Không đại. Đại nhúng luôn đi. Có người dưới rồi thẳng người ra rồi bây giờ nghiêng cái đầu ra cho mọi người thấy ớn cho nha. Nghiêng ngon lành. Nghiêng ngon lành. Qua cổ đi, ok rồi. Phần cổ đây nè. Ôi trời ơi, ngon rồi nè. Rồi cúi đầu xuống đi, cúi xuống. Ngon lành chưa. Bây giờ đứng dậy ngửa lưng ra cho mọi người sợ chưa. Đứng dậy rồi quay nghiêng nè. Nghiêng nè đó. Đó. Không có đưa hai chân đều ra. Đó, vậy đó. Rồi, ngã lên cái đầu và đụng dưới đất. Rồi, ngồi lên đi. Rồi, xin lưu ra nè, xin xếp ông này đúng là đè ra mổ thì được rồi. Ông hàm bóp chú về. Này ông nuôi bò, nuôi bò mềm người đấy, thì nắm chặt đây đấy, đây là đấy vô, đây chặt lại đó, mềm người đấy, đó vậy đó, ôi trời ơi, thả tay chi, đừng lên lên này, rồi bước ra, đây vất vả quá, rồi đưa lên. Lên, ngon lại đó. Lên, rồi, ngon lại rồi. Sao? Được rồi sao? Khỏe đỡ rồi. Khỏe đỡ rồi hả? Rồi bây giờ sao? Bây giờ cử động cổ rồi thấy dễ chịu chưa? Dễ chịu rồi. Rồi tối nay ngủ đi về báo cáo lại nha. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.